My ơi, đã không biết nói đừng có nói. về đây đâu Về về rồi, hai chị em nó về đây, hai chị em nó về đặt bé đây. Hôm nay mới biết rồi. Hôm trước ông thử ông bảo là đánh nó là bố bố làm rồi đánh ông nói gì nó không cần đâu. Nhưng hôm nay nó mới dỗi mẹ là lần đầu. Dỗi mẹ lần đầu dỗi bố nhiều rồi.
Không biết. Con lấy cho bố nào. Lấy cho bố miếng. Nhưng bố đói quá rồi kìa. Lăn lưng ngất bây giờ. Nhanh, bố yêu nó rồi nó thích cho bố à. Cho bố miếng nào. Ăn bim của bố mua rồi không cho bố à? Để cho bố miếng mít nào. Nhanh. Bố sắp chết đói kìa. Nào đi cho bố ra ngoài nào. Đứng lại ra đi cho bố. Kìa. Đâu? Không ăn là ăn luôn. Đâu? Để bố đi kìa. Bố cho em miếng nào. Dạ. Để cho bố đi. Bố xin. Cái đây gì cứ phải dài dòng này kia. Sao vừa lên cho nó dặn ăn? Làm sao? Đang gần chết rồi này. Bắt cháo. Ăn bắt cháo to vật xong rồi bắt đỗ to vật đỗ nở rồi. Anh bỏ cái búa rồi. Quay rồi hết bát cháo rồi chứ. Nói hết bát cháo rồi hả? Lấy con bát đậu to vật nữa. Bát đâu to đậu to vật đi. Cái bát anh không biết đậu em ngâm tối qua. Ôi giời ơi, nó nở ra trong bụng. Ăn hết bát cháo rồi. Hoặc bát cháo rồi bỏ hết cho nó ăn. Một con đang ngon không ăn rồi. Ngoài ra nữa.
Ôi giời, bố mà nhìn cái bát đậu kia mà hầm như nó còn quá không bát cháo. Nhớ có bánh trưng nữa. Đừng luôn đi. Ủa, ăn no vãi trưởng luôn. Thế thì ăn đi. Yêu thì phải ăn ngay. Nhé mình luôn. Mèo này nó vật vã luôn. Phải nói đúng không? Hả? Phải nói đúng không? Thôi rồi một bát cháo rồi bắt đầu to vật. Tối nay định không ăn nữa rồi nhưng mà bây giờ thôi. Mi em đi con.